Chuyên mục khuyến nông xin chào bà con nông dân và các bạn. Thưa bà con và các bạn, đông xuân là vụ sản xuất được bà con nông dân gửi gắm nhiều kỳ vọng nhất trong năm. Vụ đông xuân năm nay, theo dự báo của Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương, tình hình thời tiết sẽ có những diễn biến phức tạp. Dự báo từ cuối tháng 12 năm 2022 đến hết tháng 2 năm 2023 có thể có nhiều đợt rét đậm rét hại ảnh hưởng đến mạ xuân sớm vào cuối tháng 12, xuân muộn vào tháng 1 năm 2023. Mục nông dân cần biết hôm nay, chúng tôi sẽ khuyến cáo tới bà con một số biện pháp phòng chống rét cho mạ xuân và đàn vật nuôi. Tiếp theo, mục kiến thức nhà nông sẽ cùng bà con tìm hiểu biện pháp diệt chuột bằng thuốc sinh học Gimlet 0.2GB. Một, đối với mạ xuân, toàn bộ diện tích mạ xuân phải được che phủ ni lông để chống rét và chống chim chuột phá hoại. Đối với diện tích mạ có làm khung, tạo vòng che phủ ni lông, cần gia cố lại để tránh gió thổi lật làm tung ni lông. Trường hợp ban ngày có nắng lên hoặc nhiệt độ trên 15 độ C, bà con phải tung ni lông ra để tránh bị hấp nhiệt. Đến đêm xuống, lại phủ ni lông như cũ, luôn kiểm tra để chăm tưới, không để mạ bị thiếu nước. Hai, đối với trâu bò, chuồng trại chủ động gia cố che chắn, đảm bảo chuồng trại đủ ấm, không bị gió lùa, mưa hắt làm ẩm, ướt nền chuồng, dự trữ chất đốt củi, chấu, mùn cưa để đốt, sưởi cho gia súc trong những ngày rét đậm rét hại. Thức ăn, thực hiện các biện pháp bảo quản và dự trữ thức ăn, nhất là rơm rạ, cỏ khô, chế biến thức ăn ủ chua, rơm ủ ô rê, tận dụng các phụ phẩm nông nghiệp làm thức ăn cho trâu bò, chuẩn bị thức ăn tinh, bột ngô, sắn cám gạo, khoáng vitamin để cung cấp đủ cho gia súc trong những ngày giá rét. Chăm sóc nuôi dưỡng, tăng cường chế độ chăm sóc nuôi dưỡng trâu bò già yếu, gia súc non cần có chế độ nuôi dưỡng phù hợp để tăng cường phòng chống rét và dịch bệnh. Cho trâu bò ăn đủ lượng cỏ các loại là cỏ xanh, cỏ ủ hoặc rơm khô, rơm ủ ô rê với lượng từ 30 đến 40 kg và 3,5 kg thức ăn tinh là bột ngô, sắn, cám gạo trong một ngày đêm đối với một trâu bò khối lượng 300 kg. Bổ sung muối ăn với lượng 15 gram tương đương với 3 thìa cà phê bằng cách hòa vào nước uống. Nước ấm là tốt nhất cho trâu bò uống. Không thả rông trâu bò trong rừng núi, phải chủ động đưa trâu bò về chỗ nuôi nhốt, trong chuồng kín gió, nền chuồng khô ráo, sưởi ấm vào ban đêm, mặc áo chống rét bằng bao tải gai, bao tải dứa để giữ ấm cho trâu bò. Không cho trâu bò làm việc chăn thả ngoài trời khi nhiệt độ dưới 12 độ C. Thực hiện tiêm phòng đầy đủ các loại vaccine phòng bệnh cho trâu bò theo quy định như tụ huyết trùng, lở mồm long móng. 2. Đối với đàn lợn, chuồng trại vệ sinh sạch sẽ hàng ngày, không để đọng phân nước thải trong chuồng, che kín xung quanh chuồng đuôi, không để gió lùa, nhất là vào ban đêm, làm chuồng úng đối với lợn con theo mẹ, không cọ rửa chuồng hoặc tắm cho lợn vào những ngày mưa rét nhiệt độ xuống dưới 12 độ C. Cho uống đủ nước sạch, mát, bổ sung thêm các vitamin tổng hợp, men tiêu hóa, trộn vào nước uống, thức ăn theo hướng dẫn trên bao bì sản phẩm. Khẩu phần ăn đảm bảo đầy đủ, cân đối chất dinh dưỡng đối với từng đối tượng lợn. Định kỳ phun thuốc khử trùng tiêu độc bằng các loại hóa chất như Vicon, Haniodin, Bencoxit, vôi bột. Thực hiện tiêm phòng đầy đủ các loại vaccine phòng các bệnh cho đàn lợn như dịch tả lợn, tai xanh, lở mồm long móng. 3. Đối với đàn gà, chuẩn bị đầy đủ phên bạt để che chắn, chống gió lùa, bổ sung thêm bóng điện, bóng tròn, bóng hồng ngoại để sưởi ấm cho gia cầm trong những ngày rét đậm rét hại. Đảm bảo thức ăn có đầy đủ chất dinh dưỡng phù hợp với từng lứa tuổi của gà. Cho uống đủ nước sạch, ấm và bổ sung thêm đường gluco, các loại vitamin tổng hợp, men tiêu hóa để nâng cao khả năng chống bệnh cho gà. Thường xuyên vệ sinh chuồng trại sạch sẽ và thay chất độn chuồng. Định kỳ phun thuốc khử trùng tiêu độc bằng các loại hóa chất như Vicon, Haniodin, Bencoxit, vôi bột. Thực hiện tiêm phòng đầy đủ các loại vaccine phòng bệnh cho đàn gia cầm, đặc biệt là cúm gia cầm Newcastle, Wurmburo. 4. Đối với thủy sản, trong thời gian giá rét, tuyệt đối không kéo lưới, không thu hoạch theo cách đánh tỉa, thả bù để tránh xây sát cho cá. Những cơ sở nuôi thủy sản thương phẩm gần đến kỳ thu hoạch nhưng không có điều kiện thực hiện các biện pháp chống rét cần tổ chức thu hoạch sớm. Áp dụng các biện pháp chống rét sau:
duy trì mực nước ao nuôi đảm bảo độ sâu từ 1,5 đến 2 mét để lấy nhiệt từ lòng đất, giữ ấm nước ao và làm giảm sự biến đổi đột ngột nhiệt độ môi trường. Làm khung và che phủ bề mặt ao bằng ni lông màu sáng để ngăn gió, cách nhiệt không khí, tăng khả năng giữ nhiệt độ cho nước ao nuôi và khi trời có nắng sẽ tăng khả năng tiếp thu năng lượng mặt trời, bổ sung nhiệt cho ao. Thả bèo tây lên mặt ao từ 1/2 đến 2/3 diện tích mặt ao về phía bắc. Bèo được gom vào một góc ao, tránh thả tràn lan, che kín hết diện tích mặt ao, làm giảm độ thoáng của ao sẽ ảnh hưởng đến thủy sản nuôi. Thả sọt tránh rét cho cá ở các góc phía bắc của ao nuôi. Sử dụng các sọt đan bằng tre nứa đưa vào sọt các búi rơm tạo giá thể để cá trú ẩn tránh rét. Chăm sóc quản lý thủy sản nuôi. Cho tôm cá ăn đầy đủ thức ăn vào thời điểm nắng ấm trong ngày để chúng có đủ dinh dưỡng cần thiết. Khi nhiệt độ nước ao dưới 12 độ C thì ngừng cho ăn. Hàng ngày theo dõi chất lượng nước, không đưa phân hữu cơ chưa qua xử lý, phân vô cơ xuống ao, giữ cho nước sạch để phòng tránh dịch bệnh. Bổ sung lượng nước cần thiết đảm bảo độ sâu mực nước theo yêu cầu kỹ thuật, quan sát phát hiện các hiện tượng bất thường để xử lý kịp thời. Năm nay, vào đầu vụ xuân, nhiều địa phương đã chủ động tổ chức diệt chuột để bảo vệ cây trồng. Tuy nhiên, do diệt chuột chưa triệt để hoặc tổ chức diệt chuột chưa đồng loạt nên nguy cơ bị chuột gây hại ngay từ đầu vụ vẫn rất lớn. Cho đến nay, diệt chuột bằng biện pháp hóa học vẫn là biện pháp chủ đạo. Tuy nhiên, do chuột là loài có khả năng kháng thuốc nên một số loại thuốc diệt chuột đã sử dụng nhiều năm trước còn rất ít hiệu lực. Mặt khác, nhiều loại thuốc diệt chuột có độ độc cao nên ảnh hưởng tới môi trường và không an toàn cho người và vật nuôi. Nghiên cứu kỹ đặc tính của chuột, các nhà khoa học đã nghiên cứu sản xuất ra thuốc trừ chuột Gimlet 0.2GB. Đây là loại thuốc có thành phần hoạt chất difasinone, là thuốc diệt chuột thuộc nhóm chống đông máu, thuốc không mùi vị và không gây co giật, được tẩm vào hạt thóc nên chuột không nghi ngờ và không có hiện tượng ngán bà. Khi ăn phải thuốc, chuột sẽ ngừng cắn phá và bị xuất huyết đường ruột, chảy máu mắt, chết sau khi ăn bà. Thông thường sau vụ thu hoạch, nguồn thức ăn khan hiếm, trong khi chuột vẫn sinh sôi nảy nở. Bởi vậy, việc tổ chức diệt chuột phải đảm bảo nguyên tắc triển khai đồng loạt và ngay từ đầu vụ. Nếu như mà không tập trung đánh ở đầu vụ đối với chuột thì nó rất là nguy hại. Có những nơi là nó nguy hại đến từ 35 đến 40% về năng suất. Nên đánh tập trung ở đầu vụ. Khi mà cái thời điểm mà ở ngoài đồng không còn thức ăn thì lúc đó mình thả cái Gimlet này là hiệu quả nhất. Đối với thuốc Gimlet 0.2GB, để đạt hiệu quả cao, bà con cần sử dụng 100 đến 150 gram mỗi bà đặt trong một rào, lượng bà phụ thuộc vào mật độ chuột. Mỗi bà đặt 20 đến 25 gram mồi, khoảng cách mỗi bà là 5 đến 7 mét. Đặt bà nơi chuột thường xuyên đi lại, như chân bờ, chân tường, lối đi, góc tối, cửa hang. Thời gian đặt bà vào chiều tối, sáng kiểm tra bà. Nếu hết bà, chiều tối hôm sau đặt bà bổ sung. Căn cứ vào cái lượng chuột ở trên cái cánh đồng của mình hoặc cái ruộng nhà mình, bà con làm sao giải cho cái đủ liều để như vậy là cho những cái chuột đó chết hoàn toàn. Để nâng cao hiệu quả của thuốc, đó là cái việc mà bà con giải thuốc nó đúng lúc. Nhất là trong cái giai đoạn mà khi mà nồng xong, đổ nước xong ấy, thì bà con nên tập trung để giải vào những cái thời điểm đó. Tôi cho rằng đây là cái thời điểm vàng để bà con như vậy là giải bả. Bà con có thể lựa chọn những cái gò cao hoặc giải bả theo cái đường đi của chuột, rồi những chiếc cửa hang, và trong những trường hợp mùa mưa hoặc mùa xuân thì bà con nên bốc những cái mô, hoặc là chúng ta có thể là cho cái chấu ở dưới, sau đó chúng ta đưa cái bả Gimlet lên và sau đó chúng ta tiếp tục chúng ta cho cái chấu lên, thì như vậy là cái mồi nó luôn luôn được khô và rất hấp dẫn đối với chuột. Thuốc Gimlet 0.2GB có những ưu điểm như diệt được chuột đã kháng thuốc. Vì là thuốc sinh học nên Gimlet 0.2GB thân thiện với môi trường, an toàn với con người và vật nuôi. Bởi vậy, việc thay thế thuốc diệt chuột hóa học bằng thuốc diệt chuột sinh học Gimlet 0.2GB là rất cần thiết. Chuyên mục khuyến nông hôm nay xin được tạm dừng tại đây. Mọi ý kiến đóng góp và nhu cầu thông tin giải đáp xin gửi về Phòng Thông tin Tuyên truyền và Đào tạo Trung tâm Khuyến nông, số 23 Phan Bội Châu, thành phố Thanh Hóa, số điện thoại 02373 712050. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.